Alo, hôm nay ngày mùng 1 nha, má chào các con nha. Buổi trưa chúc các con nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Như năm mới Bỏ bỏ rồi, ok, vô vấn đề nè. Ngày hôm nay má Tư có chuyện gì nói vậy? À, buổi sáng 9 giờ con gái Thái Bình công chúa gọi về cho mẫu hậu là Bình Trinh chị ba nó đó, hỏi mẹ ơi, má ơi, mẫu hậu ơi, bên này sao rồi? Thì má mới nói là bên này á con, bên này nó rõ ràng như ban ngày, nhưng mà không phải là ban ngày 3 giờ trưa, mà không phải ban ngày mà là 4 giờ chiều, mà ban ngày 12 giờ trưa mặt trời lên tới đỉnh rồi con à. Thì má có kể cái sơ lược qua cho con nó nghe, thì con nó cũng nói như má thôi. Trời ơi, má ơi, má con không ngờ. Tôi nói con không ngờ mà chính má còn không ngờ nè. Thì thôi, con không nên nói gì nữa hết. Thứ nhất á, là con là còn gánh nặng lắm, nguyên một cái đoàn hát nữa. Mà con hồi đó giờ con đối xử với ba Linh của con như thế nào á, là cộng đồng mạng cũng biết, và trong gia đình cũng biết. Thôi thì cái chuyện nó đã lỡ đi rồi con. Ví dụ như người ở ngoài á thì mình dễ nói dễ xử, mà nói tới vấn đề mà người trong nhà rồi thì đã như vậy rồi, thì mình có nói chăng đi nữa đó thì cũng thời gian trước cũng dính líu là người trong gia đình. Thành thử ra thôi bây giờ cứ để như vậy đi con. Má thì chính bản thân má bây giờ má cũng không có nói nữa, thì con cũng không nên nói gì hết. Có để cho ai làm sai á thì có ơn trên phán xét. Chứ con có thấy đi là cỡ má nè còn nêu trên chữ đích danh luôn đó, còn cỡ con đâu có nghĩa địa gì đâu. Thì má là người lớn nhất trong nhà của ba con rồi, thì má còn bị vậy thì thôi con không có cửa nẻo gì hết trơn á. Thì con cứ lo cho công việc của con, đi hát đi xuống đi, rồi lo cho đoàn hát. Con còn gánh nặng gian sang lắm, một mình con gánh nó mấy chục người trong đoàn nữa. Thôi cái chuyện này chuyện lặt vặt, coi như là mình cũng còn có một còn rất nhiều thẩm phán con à, cộng đồng mạng nữa. Tại vì mình không thể, mình làm cái gì sai là có cộng đồng mạng phán xét hết, chứ mình cũng không đủ tư cách phán xét người ta đâu, mình phán xét cũng không lại người ta đâu con. Rồi thôi à, con cứ yên tâm, con đi làm đi, hát ở bên bển đi, rồi có gì về thì con gặp thì em con Hồng Loan thì cũng hỏi thăm Hồng Loan em con sao rồi, thì nó cũng buồn chứ sao không buồn con, mình là người bằng da bằng thịt mà, mấy chục năm chứ đâu phải mới 1 2 tháng đâu con, nhưng mà chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua đó. Thì má có mấy lời nói với lại chị ba của Hồng Loan như vậy đó, thì chuyện gì nó cũng đã phơi bày hết rồi đó, xong cái vụ này rồi đó, má nó kể cho các con nghe vậy thôi. Còn cái chuyện vui hôm nay ngày mùng 1 má đi gắn cái răng má cái gắn cái răng ngay cái chỗ qua cái gì quan gia ngõ hẹp, Cái đó cũng lỗi phần cái này là lỗi không biết lỗi doanh ai, lỗi má. Thì má đã né rồi, má không muốn đó nó làm rồi, tại vì hôm đó tự nhiên hai cái răng của má nó nhốn nhốn, thì má mới chỉ má đi lại gần cái chỗ qua nhà của má á là có cái nha khoa, mà cái nha khoa mới vô mới thấy tự nhiên ông nó quất má 3 cái luôn, để đầu là dỗ liền luôn. đè đầu nhổ liền. Mà má cũng gồng mình lắm con, má là dân chơi bất cần thân thể mà quất luôn 3 cái, trời ơi tè hẻ luôn. Cái ổng nói giờ không còn chân không còn gì hết trơn á, cái ổng kêu má là 1 tuần lễ lại khám lại coi làm sao. Thì má cũng hỏi em Lan thì cũng nói giá ABC gì đó, thì má thấy cái chỗ đó sao mà có một ông bác sĩ một người phụ thôi, má thấy nó lèo tèo quá. Má mới kêu má em sáng nay cái em thích gì cái em sợt lên mạng coi có nha khoa nào không, nó để anh đến anh làm. Tại vì hôm đó là cô đó cô chủ cổ có ngỏ ý tặng cho má 2 hàm răng sứ rồi mà má không giận, mà bây giờ mình lại mình làm thì nó kỳ. Trời ơi con ơi, hỏi tưởng sao đi vòng 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 hỏi bác sĩ ở ngoài, cái ra nó em tìm được bác sĩ rồi. Cái má hỏi ở đâu vậy, nó cái nó ở đâu á gì ở gần gần quận 6 á. Cái má cũng nghĩ vậy đó, thôi vậy đi má bán xong rồi
có địa chỉ, nó có địa chỉ chở má đến. Cái đó chừng má đi sao có đỡ con đường 3 tháng 2 đó. Ủa sao má trong bụng má nói đừng nói là Phương Đông nha. Trời ơi, tưởng sao lại ngay chốc luôn con ơi. Rồi thấy quan gia nghiệp chướng không, nó vô làm thêm đỡ cái làm cái này thì mài cái răng má nhỏ để vô, còn cái âm lăng này thì má tính làm 3 cái, nhưng mà cái xương hàm của má đó, cái xương nấu răng của má đó, nó không có tái tạo, bây giờ phải tái tạo lại, phải ghép. Chỉ làm được 1 cái thôi mà con biết là 1 cái này là coi như lại là tính ra là 4 tháng rưỡi đó con, từ ngày mà cấm em lăn vô 3 tháng mới lợi nói là xương nó chưa có tái tạo được 80%, thêm tháng nữa, đúng tháng nữa lại thì mới bắt cái là bắt cái trụ, bắt cái trụ vô cho má xong. Bắt trụ vô mấy ngày thôi, như là 7 ngày đâu có bắt trụ vô cũng lâu à. Bắt trụ mấy tuần đó. 3 tháng sau mới cắm cái răng. Đó, bắt trụ vô xong đàng hoàng rồi á. Bắt trụ xong đàng hoàng rồi, cái ngày mà kêu má Lợi để mà ráp răng má mừng muốn chết. Lợi xong rồi không có ráp răng được, mở trụ đó ra, vệ sinh rồi đo cắn cái silicone vậy đó lum. Bữa nay mới rắn má đựng cái rồi. Má cười to to. Trời bây giờ má con biết không, má đó là hồi lúc mà chưa bị cái này con thấy má cười rồi, má cười hả họng luôn, má cười vui lắm. Má cười nọ, má cái nụ cười má ai cũng nói má giả gái á, thì má cười lên ai cũng nói cái nụ cười của má là cái nụ cười của hoa hậu. Cười tươi lắm, nhưng mà từ ngày gãy răng tới giờ là không còn hoa hậu nữa rồi, cười không giống cười hết. Cười miếm miếm thôi. Chân hồi gió nó bay vô rồi nó chui vô á. Bây giờ cái này cũng còn, con nói bây giờ đâu gắn được đâu. Gắn là phải đi ghép xương. Má đâu có thời gian không, đâu. Mình cứ đi hỏi nhiều chỗ khác để xem sao. Để xong đi, để hỏi cái này đi hỏi chứ cấm luôn ra kia trước. Anh thay 4 cái luôn, 4 cái còn nguyên của anh á, nó bị nhỏ mà nó cái cốt răng của anh nó vàng. Đó, hôm nay là chuyện vui đó nha các con nghe, chứ không có chuyện buồn nữa. Chuyện vui là chuyện vui kể con nghe đó, còn chuyện kia không có buồn, kể cho chị ba nó biết. Thật sự chị ba nó cũng ra là cũng y chang câu của má thôi, không ngờ thôi. Thì cái chữ ngờ này đâu có ai học được đâu con. Nhưng mà nói chung là chị bình tin ba cũng rất là tốt rồi. Tin thì không có một cái gì là trọn hiếu, chữ hiếu với lại ba Linh nó rồi. Mà trong nhà tin cũng là anh có xem mấy cái clip ngày xưa mà lúc cậu Năm cũng còn bệnh đó. Chồng mình tin ra đưa lên xe. Đưa đó không có 1 phút 1 giây nào hết. Coi như là tròn vẹn hơn đứa con ruột nữa. Nhưng mà tin thì có một cái từ xưa giờ. Thứ nhất con biết em biết tại sao bây giờ mình tin lại là được lập nhiều không? Có hiếu lắm. Có hiếu với mẹ. Có. Không phải riêng mẹ nha. Luôn cả dì. Luôn cả cô. Luôn cả cháu. Con chính nhân. Bình tin nuôi luôn. Bây giờ con cũng nuôi luôn. Phải nói là bình tin là phải nói là không còn cái gì để nói gọi là chê bai được cái gì hết. Trọn vẹn với nghĩa tình mà không phải là sau này mình tin mới là nhắn tin với anh thường xuyên hơn, không mấy chục năm rồi em coi như là nói chung ra thì em biết anh Năm mình nhận bình tin làm con nuôi sau anh à, là anh nhận trước, anh nhận trước hàng chị em thấy lâu lâu cái bình tin giờ hâm anh cái anh nhận cái... bình tin trước à. Nhận hồi bình tin không có gì hết, mới tặng cho mình trên một cái chiếc vòng cẩm thạch à. Má ơi con đeo chiếc vòng này con may mắn quá má ơi. Đó đợt cái kỳ đó hát cái hát búa sao té bể, anh mới lại tặng cho con nó một chiếc nữa. Rồi thấy con nó không có cái gì hết thì cũng tặng cho nó cái lý vía của mình đó mà, để cho nó đeo nó lý vía. Thành thử từ đó tới giờ là con cái gì mà mẫu hậu tặng cho con giữ là hết. Con nó rất phải nói là chu toàn dữ lắm, từ xưa giờ không có gì mà làm phiền. Mà anh nhận bình tin trước cậu nha. Rồi bây giờ anh gửi cái lúc nhận bình tin đi, cái lúc đó ra sao? Trời ơi, nó con nít nhỏ xíu à, nói em nghe mà hồi đó con biết em biết không? Mỗi một lần mà gặp á là nó khoanh tay vậy nè. Con chào má đó nó con ơi, con đừng cái gục gục hồi má mỏi cổ quá con ơi, con lại chào má một tiếng được rồi. Ý là bình tin nhỏ xíu hả? Vô gặp ai cũng phanh tay chào.
phải nói là phải nói tuyệt vời, mà chị Mai phải nói là dạy con dạy cái rất tốt, với gia đình phải nói là số 1. Còn thương mẹ vô cùng luôn, thương gì phải nói thương dòng họ luôn chứ không phải là riêng cá nhân gì mẹ không. Thì con không có một gì để mà mình nói được hết luôn, cả ba Linh nó cũng vậy, một tay nó hết. Thì cái gì thì anh cũng nghe hết trơn mà, tại vì thời gian mà lo cho ba Linh thì anh cũng ở ngoài sao mà để anh hỏi ba con sao rồi, ba con sao rồi. Tại vì lúc đó là coi như là cái triều đại đó là hoàng cô về rồi, hoàng cô kéo về hết trơn rồi. Thì rõ ràng hồi xưa giờ thì nó có những cái mà điểm không không đồng điểm với nhau đó, không đồng quan điểm. Thì nó bình tĩnh này thôi, sáng hỏi là anh mới xách cái xe đi tới chợ 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 chỗ chợ nhỏ để điện, anh mới ngừng lại cái sự bình tĩnh hỏi thăm, anh mới kể như vậy thôi. Rồi con an tâm con đi hát đi, cái chuyện này bây giờ là cái chuyện của cộng đồng rồi, để cộng đồng phán xét. Thì nó rõ ràng không còn gì để nói nữa trơn, thì thôi có nói cũng chẳng gì đâu. Anh có nói với má, có nói với bình tinh con ơi cỡ má nè, còn te tua tơi tả, nó đích danh nó tự chửi luôn đó. Hồi nãy con có biết ra vợ chị Trang á cũng kêu bằng cháu đó, cái nó trời lên thấy nó kêu ông bóng già ở ngoài cười đó, sao hết chỗ kêu không không còn tên nào Không, kêu nhưng nữa. mà con đó quá mắc dạy. Cái chuyện của nó thì em thấy rõ ràng, tại vì có những đứa đó, tại sao có những người á mà khịa anh thì anh có khịa lại, là vì thứ nhất cái người mà khịa anh khịa lại á là những người đó thì anh nhìn con mắt anh á thì còn chút giá trị, tại vì anh không phải là anh không có coi thường ai hết trơn, còn chút giá trị. Thành thử ra là người ta cũng có những cái mà ta làm cái cuộc sống người ta thì người ta khịa qua khịa lại, thì mình ok đôi khi mình không có khịa người ta mà ta khịa mình, thì mình khịa lại một hai lần để cho ta biết mình không phải là vua ngựa. Còn có hai người chửi anh không bao giờ chửi lại. À về Một là cái con nếu mà tính hàm Hà Mã mà Lai Tư Giác á, là một. Hai với cái thằng mà năng đòi ra thăm anh á, cái thằng mà đem cái thân đi ra để nói dóc nói xạo rồi nói chuyện không có không ai đụng để đem tiền về nuôi con á, thì cái đó mình cũng thông cảm với nó đi. Nhưng mà nó sai một cái điều là coi như là nó có hai đứa con gái, con gái nhờ đức cha. Nhưng mà với nó bây giờ nó đang chửi anh nè, cộng đồng mạng có nó đang chửi nhưng mà không nhắc. Bây giờ hôm nay nhắc nhẹ thôi, biết tại sao không? Không xứng đáng để nhắc nó, là vì những lời mà nếu anh khịa lại anh chửi lại nó đó, những cái lời của anh nói ra chửi lại nó để anh về nhà anh dạy chó anh, để anh dạy chó anh ở nhà nó khôn hơn, chứ dạy nó thì nó cũng không có nghe đâu, để anh dạy anh chó. Thành thử ra đừng có nghĩ rằng á mình chửi người ta ta không chửi lại là mình hay, người ta sợ mình, không phải, người ta coi mình nó như con súc vật, như con súc vật. Thành thử ta không có nói lại, hiểu không, chứ không phải mà người ta sợ mình đâu, nghe không, tại vì mình không xứng đáng để người ta gọi, không xứng đáng để người ta chửi luôn. Cả cái con heo nái Lai Tư Giác á cũng vậy nữa, có những cái mà đâu có giấu được đâu, đúng không? Ông trời mà, thấy không, tự nhiên ở đâu mình đâu có biết, tự nhiên cái ngồi đó ngủ cái để cái điện thoại về, không biết ông trời xui đất khiến, mà ai chụp hay thiệt, sai cái, anh phục cái đó luôn Đây á. mà làm tóc Ờ làm tóc cái ngủ vậy nè, phê quá, chắc nghe chửi phê quá cái mới ai chụp cái điện thoại. Thêm thấy ở đời không, đừng bao giờ làm một chuyện sai, mình làm là trời biết, mình làm người ta sẽ biết ha. Đây là cái gì đây, đây là phải tâm linh không, phải tâm linh không, ai chụp có chối chỗ nào nữa đây, cỡ tầm đó cỡ tầm này thì làm sao kết nối với nhau được, ngoại trừ các âm mưu với nhau, ngoại trừ âm mưu với nhau, ghê không. Rồi đó có tự nhiên cái phê của ngủ của cái tay thì dập vô cái dính cái hình đó, thấy tâm linh chưa. Đây nè, bây giờ nhắc lại lần nữa, cái drama này là cái drama tâm linh, nhưng mà bắt đầu từ hôm nay cái người xử vụ án này không phải bà bóng ngoài chợ ăn đông ha,
mà không phải bà Má Tư Quốc Thanh nữa, mà bây giờ nó rõ ràng nè, cho những người làm sai ha, bắt đầu từ hôm nay ông Võ Văn Ngoan, ông Võ Văn Ngoan ha, xử vụ án này, cố nghệ sĩ Vũ Linh, ưu tú Vũ Linh xử vụ án này, còn kiểm soát viên là cộng đồng mạng, còn kiểm thẩm phán cộng đồng mạng. Ở đây hết, bó tay à, tại vì cỡ này nó còn chửi sắp mặt rồi thì thôi, chửi má sắp mặt luôn thì thôi, trước khi chửi nó mà trước khi chửi nó đại luôn rồi, thôi má ơi, bác Hồ hôm nay con không kêu bằng má nữa nha, con sẽ má, con sẽ chửi má tự do đó, thì nói mẹ cho biết trước đi, người ta ngưng, người ta kêu nó mình trong lòng mình nó con mình nó từ mình rồi, con mình nó từ mình rồi, cho mình biết mình an tâm. Ai nhà đâu tưởng là con mình, ai nhà lính con mình chửi má sắp mặt luôn, mà bóng gì bóng kêu bóng, rồi rốt cuộc kêu bóng nguyên dòng họ mình luôn, con ơi đâu phải kêu mình má đâu, kêu nguyên dòng họ luôn đó, chứ phải kêu mình má đâu, con về con xử nó con nó lại nha. Bởi nó nói nha, không sợ quân địch mạnh mà sợ đồng đội ngu ngục, về xử nó lại đi, kêu cái dòng họ luôn đó. Trời đất ơi, nhưng mà có cứ quên là nó phải kêu gì nè con, chính xác hơn phải chi nó thiết cơ chửi má mới chỉ mình cái cách chửi đó. Con bóng chúa già chợ ơn đông, bóng chúa chứ phải bóng lèo tèo ha, nghe chưa, ở đây không có sợ cái danh từ bóng, hiểu không? Hôm nay nhẹ nhàng đó, ở đây là mùng một, kể chuyện vui ha, nhắc nhở cho vui thôi. Sau này muốn gì hỏi má, muốn chửi cách nào hỏi má mới chỉ cách chửi cho nó vui vẻ chút xíu không mà chính xác nữa, nghe chưa? Chào, bye bye, bye, bye nha. Cười có nanh rồi, mà nanh là cắn không được.